Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong phỏng vấn mới nhất hậu bầu cử, ông Donald Trump chia sẻ nhiều chi tiết về cuộc gọi với ông Biden, tiết lộ đã cùng với Tổng thống đương nhiệm nhất trí ăn trưa. Trong phỏng vấn qua điện thoại với NBC News, ông Trump mô tả các cuộc gọi sau khi ông đắc cử với Tổng thống Joe Biden diễn ra rất tốt đẹp, hai bên tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống đắc cử Trump nói, Tôi và ông Biden đã đồng ý cùng nhau ăn trưa trong một ngày rất gần. Tổng thống đương nhiệm của Mỹ ngày 7 tháng 11 phát biểu tại Nhà Trắng kêu gọi cử tri chấp nhận lựa chọn đất nước đã đưa ra. Chính trị gia Donald Trump đã có một hành trình ly kỳ sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Dần vượt qua sự hoài nghi trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, ông Trump giành được đề cử của Đảng này để tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong năm bầu cử 2024, ông Trump đã triển khai nhiều chiến thuật vận động khôn ngoan để giành thắng lợi Trung cuộc đầy thuyết phục mặc dù các kết quả thăm dò dư luận năm nay liên tục đánh giá thấp vị ứng cử viên tổng thống này. Trước chiến thắng áp đảo của ông Donald Trump, nhiều đơn vị khảo sát ở Mỹ đối mặt chỉ trích sau khi đưa ra đánh giá sai lầm rằng ông Trump khó thắng bà Harris trong cuộc bầu cử xịt xào nhất lịch sử. Trước ngày bầu cử, nhiều tổ chức thăm dò dư luận uy tín của Mỹ đã dự báo hai ứng cử viên sẽ cạnh tranh xịt xào tại các bang chiến trường và khó có thể xứng tên người chiến thắng trong đêm mùng 5 tháng 11. Thậm chí nhiều đơn vị còn dự đoán bà Harris sẽ thắng phần lớn trong 7 bang chiến trường. Kết quả thăm dò cuối cùng do Real Clear Politics thực hiện trước ngày bầu cử cho thấy ứng cử viên Đảng Cộng hòa sẽ dẫn trước đối thủ Kamala Harris ở bang chiến trường Bắc Carolina, nhưng chỉ với cách biệt 1,3 điểm phần trăm. Thực tế cho thấy, tại Bắc Carolina, nơi 99% phiếu bầu đã được kiểm, ông Trump giành được 51,1% phiếu, nhiều hơn bà Harris 3,4 điểm phần trăm. Kết quả thăm dò ở bang chiến trường Pennsylvania trước bầu cử chỉ ra, ông Donald Trump sẽ chỉ có cách biệt 0,2 điểm phần trăm so với bà Kamala Harris. Nhưng kết quả sau khi kiểm 98% phiếu bầu cho thấy, ứng cử viên Đảng Cộng hòa nhận 50,5% số phiếu, còn bà Harris là 48,5%. Ông Trump cũng đã chiến thắng ở Wisconsin và Michigan, hai bang chiến trường mà nhiều cuộc thăm dò cảnh báo ông sẽ thua. Ông Trump đã giành chiến thắng ở 5 trong 7 bang chiến trường, đồng thời dẫn trước với cách biệt đáng kể ở hai bang còn lại đang kiểm phiếu là Arizona và Nevada. Chiến thắng nhanh chóng của ông Donald Trump làm dấy lên nhiều thất vọng và tức giận đối với các tổ chức khảo sát dư luận trước bầu cử. Des Moines Register cuối tuần qua công bố khảo sát cho thấy bà Harris dẫn trước ông Donald Trump 3 điểm phần trăm ở bang Iowa, vốn ủng hộ đảng Cộng Hòa, giải thích rằng do cử tri ngày càng phẫn nộ về việc hạn chế quyền phá thai. Cuộc khảo sát của nhà thăm dò ý kiến nổi tiếng, Ann đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho đảng Dân Chủ về lá phiếu của các cử tri nữ. Bà Senzer đã bảo vệ kết quả khảo sát ngay cả khi chiến dịch của ông Donald Trump mô tả nó như cuộc thăm dò gian lận hay chỉ là ngoại lệ. Tuy nhiên thực tế cho thấy câu chuyện khác. Với 99% phiếu bầu đã được kiểm, ông Trump chiến thắng ở Iowa với cách biệt lên tới 13,2 điểm phần trăm. Nỗi thất vọng đối với các nhà thăm dò càng lớn hơn khi nhiều công ty cá cược trực tuyến tuyên bố họ dự đoán kết quả chính xác hơn các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Giới chuyên gia cho rằng các cuộc khảo sát dư luận không chính xác bởi một bộ phận cử tri của ông Trump từ chối tham gia thăm dò và các nhà khảo sát không thể đánh giá chính xác tác động của họ. Việc làm này đã khiến các nhà thăm dò hứng cú lửa đau dẫn tới sai lầm lịch sử, đó là dự đoán mà Harris dẫn trước. Ông Alan Lichman, nhà sử học tại Đại học Mỹ, đã dự báo bà Harris chiến thắng dựa trên hệ thống mà ông đã từng dùng để dự đoán chính xác kết quả của 11 trong 12 cuộc bầu cử tổng thống trước đó. Ông nói, tôi thừa nhận lần này mình đã sai. Ông Alan Lichman, giáo sư sử học tại Đại học American University ở thủ đô Washington, người từng dự đoán đúng 9 trên 10 cuộc bầu cử tổng thống trước đây, cũng đã nhận sai lần này. Ông nói rằng, tôi thừa nhận mình đã sai. Tôi đã dự đoán bà Harris thắng, nhưng bà ấy đã thua. Tôi không phải là nhà dự báo duy nhất phạm sai lầm phần lớn các mô hình dự báo hiện nay đều sai. Đại diện Nhà Trắng, bà Jean Pierre cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn không có kế hoạch ân xá cho con trai Hunter Biden. Con trai của Tổng thống Joe Biden nhận các trọng tội về thuế và súng mà không có thỏa thuận khoan hồng và có thể phải đối mặt với mức án lên tới 17 năm tù. Thẩm phán dự kiến ra phán quyết vào tháng 12. Bà Jean Pierre nói thêm, bà không có bình luận nào về lệnh ân xá mà Tổng thống dự định ban hành vào cuối nhiệm kỳ bao gồm ân xá đối với bất kỳ viên chức chính quyền nào hoặc những người mà Tổng thống đắc cử Donald Trump từng cảnh báo có hành động pháp lý. Tôi biết trong những tuần tới, lệnh ân xá sẽ chiếm phần lớn câu hỏi chúng tôi nhận được. Tôi hiện không có bất cứ điều gì để chia sẻ. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin. Theo ABC News, chưa có người con trai nào của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm phải đối mặt với tòa hình sự. Tổng thống Joe Biden từng nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6 rằng ông sẽ không ân xá cho con trai mình. Ông Hunter, 54 tuổi, hiện là con trai duy nhất của Tổng thống Biden sau khi con trai cả là ông Bill Biden qua đời năm 2015 do ung thư não. Ông Hunter Biden bị kết ba trọng tội liên quan đến việc mua súng vào năm 2018 trong khi bị cáo buộc nghiện ma túy. Ở một vụ án khác, vào tháng 9, Hunter Biden nhận 9 tội danh liên quan đến thuế liên bang tại Los Angeles cùng liên quan đến lệnh ân xá của các tổng thống. Theo The Hill, ông Donald Trump từng nói vào cuối tháng 10 rằng ông không loại trừ khả năng ân xá cho ông Hunter Biden nếu thắng cử. Ông Trump cũng nói rằng có thể ân xá cho nhiều người trong số hơn 1.500 người bị buộc tội liên quan đến vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump ân xá cho nhiều đồng minh chính trị, bao gồm năm bị cáo bị kết án trong cuộc điều tra liên quan đến Nga của cố vấn đặc biệt Robert Mueller, cũng như những người nổi tiếng, các thành viên đảng Cộng Hòa tại Quốc hội và cha của Jared Kushner, con rể của ông. Theo Telegraph, Barron Trump, 18 tuổi, con trai út của ông Donald Trump, đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhờ chiều cao nổi bật, 2m06 và ngoại hình rất giống ông hồi trẻ. Tuy vậy, trong chiến dịch tranh cử năm nay, Biden còn giúp ông Trump kết nối với thế hệ cử tri nam trẻ tuổi thông qua các chương trình podcast trực tuyến. Với ông Trump, đây là một môi trường vô cùng lạ lẫm. Với truyền thông đại chúng, đây lại là khu vực hay bị bỏ qua. Nhưng với nam giới Mỹ trung lưu từ 18 đến 34 tuổi, các buổi podcast trực tuyến là phương án kết nối tốt nhất. Nhóm đối tượng này thường có xu hướng không đi bỏ phiếu những cách tiếp cận mới của Biden đã làm thay đổi tình hình. Nguồn tin của tờ The Times cho biết, bà Susie Wallace, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, đã giao cho các cố vấn Cộng hòa nhiệm vụ lập danh sách các buổi podcast mà ông Donald Trump sẽ tham gia. Tuy vậy, Biden mới là người có tiếng nói quan trọng nhất. Biden Trump là con trai duy nhất của ông Donald Trump và người vợ thứ ba, bà Melania. Vào năm 2016, khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ đời thứ 45, Biden cũng nhận được nhiều sự quan tâm của báo giới Biden được gọi là hoàng tử nhà trắng, được khen vì sở hữu ngoại hình điển trai, lãng tử, có nhiều nét tương đồng giống bố. Cuộc sống thời học sinh của Biden Trump rất kín tiếng, nhận sự bao bọc của bố mẹ. Cậu được mật vụ, vệ sĩ theo sát từng bước. Về học vấn, trong một bài phỏng vấn trước đây với Daily Mail, ông Donald Trump đã xác nhận rằng con trai út của ông quyết định theo học tại Đại học New York. Biden đã ghi danh vào trường kinh doanh Stern của Đại học New York. Việc lựa chọn trường đại học của Biden từng thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong dư luận Bắt đầu khi trang The Daily Beast của Mỹ thông báo, Đại học New York là trường mà Biden mong muốn theo học, khác với các trường thuộc khối Ivy League mà cha và các anh chị em của Biden đã chọn. Ông Donald Trump cũng từng chia sẻ với tờ Daily Mail rằng con trai của ông đã cân nhắc lựa chọn trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, nơi ông đã từng học và cũng đã được nhận vào nhiều trường. Cuối cùng, Biden đã chọn Stern, gọi đây là một nơi rất chất lượng. Mới đây nhất, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ lần thứ 47 của cha, Biden không xuất hiện trong nhiều chiến dịch nhưng anh đã giúp nâng cao khả năng kết nối chiến dịch của ông Trump tới các cử tri trẻ tuổi. Một điều đặc biệt khác, đây là năm đầu Biden Trump đủ tuổi để bầu cử tổng thống Mỹ. Trùng hợp cũng là năm cha anh, ông Donald Trump một lần nữa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Biden Trump từ một cậu nhóc ngây thơ năm nào đến nay đã trưởng thành, có phần đóng góp nhất định vào thành công của cha mình. Cậu đã vượt qua rào cản là con trai của một tổng thống nổi tiếng và dần tạo dấu ấn riêng trong cuộc sống cá nhân lẫn trong chiến dịch chính trị của gia đình nền kinh tế Đức suy thoái trong 2 năm qua vì tác động của đại dịch Covid-19, cuộc xung đột Nga-Ukraine và những cạnh tranh từ Trung Quốc. Đối mặt với tất cả những trở ngại về cấu trúc trong nước và thách thức toàn cầu, Liên minh ba đảng cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz không thể tìm ra cách giải quyết cho một số vấn đề quan trọng. Tình hình lên đến đỉnh điểm vào ngày 6 tháng 11, khi Thủ tướng Scholz tuyên bố sa thải ông Liner, khiến chính phủ mất đi đa số trong quốc hội. Theo đài RT, sự dạn nứt giữa ông Scholz và ông Liner được cho lên đến đỉnh điểm sau một cuộc họp, trong đó các đối tác liên minh không tìm được tiếng nói chung về cách khắc phục lỗ hổng hàng tỷ euro trong ngân sách năm tới, cũng như vực dậy nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn. Trong một cuộc họp báo mới đây, Thủ tướng Đức lưu ý, bằng cách sa thải ông Leiner, ông đã tìm cách ngăn chặn thiệt hại đối với đất nước. Theo ông Schol, đề xuất của ông bao gồm nỗ lực đảm bảo giá năng lượng phải chăng, một gói đảm bảo việc làm trong ngành công nghiệp ô tô, cùng kế hoạch ban hành ưu đãi đầu tư để thu hút vốn vào Đức. Ông Schol cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Quốc gia đang bước vào một mùa đông khắc nghiệt. Ông nói thêm, Đức phải gửi một tín hiệu cho thế giới thấy nước này có thể tin cậy được. Đặc biệt sau khi ông Donald Trump tái đắc cử chức tổng thống Mỹ, ông Scholz giải thích Bộ trưởng Bộ Tài chính cho thấy không sẵn sàng thực hiện đề xuất này trong chính phủ liên bang vì lợi ích của đất nước. Tôi không muốn đất nước chúng ta phải chịu những hành vi như vậy nữa. Truyền thông Đức trước đó đưa tin ông Leiner đã yêu cầu Bộ Quốc phòng hạn chế hỗ trợ quân sự cho Ukraine với lý do khó khăn về ngân sách. Berlin đã giảm gần một nửa số viện trợ cho Kiev từ 7,5 tỷ euro vào năm 2024 xuống chỉ còn 4 tỷ euro vào năm tới. Sau sự sụp đổ của Liên minh cầm quyền, ông Sol trở thành lãnh đạo chính phủ thiểu số và tuyên bố tổ chức bỏ phiếu tiến nhiệm vào giữa tháng 1 năm 2025, động thái có thể mở đường cho một cuộc bầu cử sớm vào tháng 3 cùng năm.